Xin chào mọi người, có ai mời một giờ đêm đi tìm ăn như mình không? Ngày hôm nay mình sẽ làm clip giới thiệu lại cái cách tháo lắp máy ép hoa quả tiện thể là vừa mới mua được 20k dứa, được 6 quả. Rất là ngon nha. Việc đầu tiên để tháo lắp máy ép hoa quả này chỉ trong vòng vài phút thôi. Rất là đơn giản. Có nhiều người sẽ không biết cách tháo lắp thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhé. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đây là mình đã lắp vào rồi. Khi mà tháo ra này, các bạn chỉ việc lắp lõi ra một cách đơn giản. Đó. Và đầu tiên là khi chúng ta lắp vào, chúng ta sẽ lắp bên ngoài trước. Mọi người chú ý cho mình nhá. Lắp này. Đây là cái mũi tên màu trắng. Đây là cái mũi tên màu trắng, hai cái mũi tên màu trắng này phải lắp vào với nhau. Đó. Và khi và mọi người để ý là ở đằng dưới nó có hai cái khe. Hai cái khe của bên trong. Khít vào hai mũi tên màu trắng. Mọi người nghe thấy tiếng kịch không ạ? Sau đó lắp cái trục xoay vào nó. Đó. Rất là đơn giản. Tiếp theo. Bước thứ ba nè. Mọi người nhìn nha, đây có cái ba khớp 2, 3. Ở đây cũng có ba khớp. Đít nó này, 1 này, 2 này, 3 này. Mọi người lắp đúng vào là được. Ok. Như thế, khi mà mọi người lắp đúng rồi, cái mũi tên màu xanh này có thể vặn được vào trong. Thế là chúng ta đã có thể ép được hoa quả rồi. Rất là đơn giản. Rất là đơn giản, mọi người nhìn này. Đó, máy đã chạy ra rồi. Chạy rất là êm luôn.